Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 4. Trần Linh bước ra nhận lấy lá ngải, rồi trầm giọng: "Để mua làm chứ?" Minh Khánh đưa tự đăng cho cô nàng. Hắn lúc này cũng không rảnh việc, lại tiếp tục dạo quanh từ đường mà quan sát. Trần Anh cùng với Trần Văn Ba lững thững theo sau. Không một ngóc ngách nào mà Minh Khánh bỏ qua. Hắn hoàn toàn không thấy gì bất thường. Có lẽ điều bất thường ở đây chỉ là chiếc tự đăng kia mà thôi. Minh Khánh tạm an lòng. Lúc này trở lại chính điện thì vừa hay gặp Trần Linh bước vào. Cô mặc bộ trang phục, đưa tới chiếc đèn dầu đã được làm sạch sẽ. Minh Khánh bước vào lập tức cắn lại vào bên trong chiếc tự đăng. Trần Anh đưa tới một bình dầu lưu ly mới. Minh Khánh châm lửa rồi treo lại chiếc đèn. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn nhìn qua rực rỡ hơn. Ánh sáng lan tỏa cả gian điện thờ. Lúc này ánh mắt của Minh Khánh bỗng nhiên đổi sắc. Hắn nhìn chầm chầm về phía y môn. Phía bên trong tấm thảm đỏ kia, Minh Khánh nhìn thấy lượng lờ một tầng hắc khí. Thứ này hệt như trên người của Trần Linh, nhưng đậm đặc hơn nhiều. Nhìn biểu hiện của Minh Khánh, đám người đi cùng cũng thấy ngay sự bất thường. Đều không hẹn mà ánh mắt dừng trên người hắn, hồi hộp chờ đợi. Nâng lên tấm y môn, Minh Khánh bước qua nhìn vào. Thấy tầng hắc khí kia tập trung nhiều ở chiếc lư hương bằng đồng đặt ở trước thiên ỷ. Minh Khánh bước lên, Trần Văn Ba hét lớn: "À, ngươi muốn làm gì?" Minh Khánh lạnh lùng nói ra: "Chiếc lư đồng kia có vấn đề, tao muốn kiểm tra." "Không được, tự đăng cũng gỡ, lư hương tổ tiên cũng muốn đem xuống, ngươi..." Minh Khánh híp mắt một cái nhìn Trần Văn Ba. Kẻ này hết lần này đến lần khác phá bệnh hắn. Minh Khánh tin chắc rằng kẻ này nhất định cũng có vấn đề, nhưng không tiện bạch mặt ngay lúc này. Chỉ khẽ liếc qua Trần Anh mà nói: "Cậu quyết định đi, có kiểm tra hay là không?" Trần Anh lần này tự tin hơn nhiều. Chuyện cái tự đăng khiến cho lòng tin về Minh Khánh hơn lúc ban đầu rất nhiều. "Chuyện nó đến nước này rồi, kiểm tra thử đi." "Đây đây à, đó là bát hương tổ tiên của Trần gia chúng ta đó." "Văn Ba ca ca, họ Trần ta đã như thế này rồi, mạng còn không giữ nổi thì ai tờ cúng tổ tiên đây? Với lại chuyện này, tổ tiên của Hiển Linh cũng không trách tội con cháu được. Ca ca đừng có ngăn cản nữa." Minh Khánh không nói gì thêm, dùng một cái ghế bắt lên cao để với cái lư đồng. "Không được!" Trần Văn Ba bỗng dừng hét lên. Hành động tiếp sau đó, cái này lao lên đập đổ chiếc ghế mà Minh Khánh đang đứng, khiến cho hắn ngã ngửa ra trên nền nhà. Khuôn mặt va phải một cành gỗ, khiến cho trán bị trầy da, máu nhanh chóng chảy xuống. "Cậu làm cái gì vậy?" Bộ việc diễn ra bất ngờ, Trần Anh chỉ có thể hét lên trong bực tức. Trần Linh vội tiến đến đỡ Minh Khánh ngồi dậy. Minh Khánh vốn rất giữ bình tĩnh, nhưng kẻ này bây giờ lại trực tiếp gây ra thương tích cho hắn. Máu nóng nổi lên, hắn đứng dậy nhảy vào đạp cho Trần Văn Ba một phát, khiến cho hắn ngã lăn ra đất mấy vòng. Miệng phút chốc phun ra một ngụm máu huyết. Cú đạp vừa rồi hẳn là tổn thương đến nội tạng của Trần Văn Ba, mới khiến xảy ra tình trạng thổ huyết. Minh Khánh định thần lại, hắn chỉ muốn xả giận, mà không ngờ được thể lực của mình lại khủng khiếp như thế. Đâm ra bản thân cũng thấy hoảng. Huynh muội Trần Anh thì ngây ngốc đứng nhìn. Ta xin lỗi, chỉ là nhất thời không kiềm chế được bản thân." Minh Khánh nhìn Trần Văn Ba bộ dạng thảm thiết thì cũng tỏ ra áy náy. Trần Anh cũng lập tức đến bên cạnh anh họ đỡ hắn lên. Trần Văn Ba giọng nói có phần run rẩy: Để nhìn thấy hay không? Hắn ra tay tàn nhẫn, kẻ này nhất định có ý đồ với gia tộc ta đó." "Là tại cái khi không đẩy người ta trước mà." Trần Văn Ba giận tới tím mặt, muốn nói ra nhưng bị đau đớn anh chỉ có thể thở dốc. Minh Khánh cũng không nhịn nữa, đang có lòng giúp người
lại bị người ta đổi trắng thay đen, liền hầm hầm mà nói: "Ta rõ ràng được sự ý thác của Hồ gia, trưởng bối các người cũng đã đồng ý cho ta tới Từ Đường. Lần đầu ta nhìn ra Tử Đăng có vấn đề, ngươi cũng ngăn cản. Cuối cùng Tử Đăng cũng bị người ta tráo dầu bằng thi du. Lần này nhìn ra Lưu Đồng có vấn đề, ngươi cũng ngăn cản. Rốt cuộc là ngươi có điều gì khuất tức hay không mà không dám để ta kiểm tra thử? Liệu có khi nào kẻ tráo dầu là ngươi, thay đổi phong thủy Từ Đường các người cũng là ngươi? Ngươi ngậm máu phun người." "Ta có ngậm máu phun người hay không, huynh muội hai người họ Trần các ngươi cũng tự mình thấy rõ. Không cho ta kiểm tra, được thôi. Hậu quả về sau các ngươi tự chịu đi." Minh Khánh xoay người bước đi. Trần Anh lúc này thấy diễn biến đã trở nên căng thẳng, nên theo anh họ hay là người thiếu niên trước mặt này, hắn đã có quyết định. Trực tiếp nắm bắp tay của Minh Khánh, dịu giọng nói: "Minh Khánh à, huynh cứ kiểm tra chiếc lưu đồng kia đi. Chuyện này ta tên huynh." Trần Linh cũng gật đầu ủng hộ. Trần Văn Ba muốn ngăn cản, nhưng một cước vừa rồi hắn biết Minh Khánh kỳ lợi hại, không dám ăn thêm một cước nữa, chỉ đành hừ một tiếng. "Để cho công bằng, ta kiểm tra lưu đồng, nếu như không phát hiện ra vấn đề gì sẽ chịu phạt trước gia tộc các người. Nhưng nếu có vấn đề gì thì Trần Văn Ba ngươi lo thu xếp mà giải thích trước trưởng bối mấy người đi." Lời lẽ đến thế thì không một ai nói gì được. Minh Khánh dùng vạt áo lau đi máu trên mặt, cũng chùi sạch sẽ máu dính trên tay mình trước khi dừng lại cái ghế bên cạnh bàn thờ. Hắn lúc này đã không còn bị ai ngăn cản, một mạch trèo lên ghế. Khoảnh khắc tiếp cận gần với Lưu Đồng, làn hắc khí bao phủ thiên ỷ phủ xuống thân thể của Minh Khánh, làm cho hắn rung lên từng cơn. Nó lạnh đến thấu xương, cứ như là băng tuyết bao trùm lên người hắn vậy. Hắn cố gắng nâng lưu đồng kia xuống đất. Cái lưu đồng cũng không lớn, ngoại trừ cái lạnh quấn lấy Minh Khánh thì không phát sinh dị tượng nào khác. Rất nhanh hắn đã đưa xuống trước mặt ba người. Bé ngoài chạm trổ hoa văn thiên long sắc nét, bên trong là tro cùng với chân nhang, cũng không có gì khác biệt so với lưu đồng bình thường. Vậy mà không hiểu sao hắc khí chỉ bám lấy lưu đồng. Minh Khánh không biết nguyên nhân bất thường của nó là cái gì. Đám người kia lại không thể nhìn ra được hắc khí như hắn. Tình cảnh đã khó xử khi không biết phải chứng minh cái sự bất thường đó như thế nào. Nhớ lại khi thắp tự đăng bằng dầu lưu ly, Minh Khánh mới nhìn ra được hắc khí trên lư. Hắn đưa lư lại gần tự đăng nhất, nhưng cũng không nhìn ra được gì khác lạ. Thấy Minh Khánh lây hoay như vậy, huynh muội Trần Anh thì sốt ruột. Trần Văn Ba mỉa mày: "Nào, bất thường ở đâu? Ngươi không chứng minh được lưu đồng này có vấn đề gì thì không xong với ta đâu." Minh Khánh mặc kệ, vẫn rất bình tĩnh lấy nhang đốt lên, cắm vào lư hương thử nghiệm. Cảm giác là mùi nhang hơi mờ nhạt, tuy nhiên điều này chẳng nói lên được gì. Nhang cháy gần hết, nhưng Minh Khánh vẫn ngồi im bất động. Trần Anh sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi? Vẫn chưa thấy gì?" Trần Văn Ba giận dữ bước lên: "Ta chờ ngươi cũng đã cháy xong một nén nhang rồi. Ngươi khăng khăng nấu lưu động có vấn đề, nhưng lại không chỉ ra được nó có vấn đề gì. Đừng có đó mà giả thần giả quỷ lừa chúng ta nữa." Trần Văn Ba bước lên, giật phát que nhang Minh Khánh đã cắm vào lúc trước. "Không phải ai cũng có thể tùy tiện cắm nhang lên bát hương của tổ tiên nhà ta." Que nhang mới bị ném ra từ tay của Trần Văn Ba, thu hút ánh nhìn của Minh Khánh. Nó không có gì khác thường, nhưng từ nó phản phất ra một mùi tanh. "Ngươi muốn xem lưu động có vấn đề gì đúng không? Được, ta cho ngươi xem." Dứt lời, Minh Khánh hai tay đỡ lấy lưu đồng, lắc mạnh một cái. Lưu đồng bị xoay ngược, chân nhang cùng với tro hương liền theo đó đổ hết ra nền nhà. Trần Anh cùng muội muội của mình có chút bất ngờ, thậm chí bản thân Trần Anh cũng có chút bất mãn, định lên tiếng mắng Minh Khánh. Nhưng lời định nói ra liền lập tức thu lại, bởi vì cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ chết khiếp đi. Tro nhang rớt ra vương vãi trên nền nhà,
Không chỉ có như vậy, vài giây sau khi bị dốc ngược, từ chiếc lư lăn ra một cái đầu người đang trong tình trạng phân hủy. Da mặt đã không còn, để lộ ra phần thịt nát cùng với xương sọ phía trong. Nhìn thấy cảnh ấy, Trần Linh thét lên một tiếng lớn, rồi quay mặt đi mà nôn khan, cũng chẳng dám nhìn. Trần Anh chỉ biết kêu lên hai tiếng trời ơi. Ngay lập tức, Minh Khánh đổ dồn ánh mắt lên Trần Văn Ba. Ngươi một mực ngăn cản ta kiểm tra chiếc lưu đồng này, là muốn che giấu cái đầu người này hay sao? Minh Khánh chỉ một ngón tay vào mặt Trần Văn Ba, kẻ mà gương mặt bây giờ xám xịt, mặt cắt không còn giọt máu. Trần Văn Ba hét lên điên dại. Không, không, ta không biết. Chuyện này ta không biết gì hết. Chuyện liên quan tới mạng người rồi, đừng bảo là không biết. Những hành động vừa rồi của ngươi khiến cho ngay cả một đứa trẻ con cũng không thể tin được. Trần Văn Ba hoảng hồn, hắn lắp bắp không nói nên lời. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, hắn đột ngột xoay người bỏ chạy. Minh Khánh vốn định đuổi theo, nhưng Trần Anh đã hành động sớm hơn một bước, trực tiếp lao ra vật ngã tên anh họ, khống chế cả anh nằm trên mặt đất. Minh Khánh chọn lấy một cái bình lớn trong điện, nheo mắt nín thở mà bỏ cái đầu người đang mục rửa vào trong. Xong xuôi không quên dùng lá ngải khử sạch mùi hôi tanh, lại dùng mắt đảo quanh một lần nữa, không phát hiện điều gì khác lạ hết. Ngoại trừ chiếc lư đồng vẫn luôn bị một luồng hắc khí kia bao phủ, nên quyết định cầm cả cái bình chứa đầu người cùng với lư đồng về nhà của Trần Sinh. Trần Anh thái độ cũng lạnh lẽo đi nhiều, hắn có nhiệm vụ áp tải Trần Văn Ba. Còn Trần Linh vì sợ hãi cảnh tượng khi nãy, nên chỉ dám lẻo đẻo đi theo phía sau bên cạnh anh trai. Tại nhà Trần Anh, mọi người về tới nơi cũng đã quá buổi cơm tối, nhưng chẳng ai có tâm trạng để mà ngồi ăn cơm được cả. Trên nền nhà trước mặt các trưởng bối, Trần Văn Ba bị trói lại, hai tay đang quỳ dưới sàn. Sau khi Trần Anh thuật lại sự việc, Minh Khánh cũng đem đầu người cùng với Lư Đồng trình diện ra. Đám người nhà họ Trần già trẻ lớn bé vừa sợ vừa phẫn nộ. Sợ là sợ cái sự kinh tởm trong thủ đoạn thay đổi phong thủy từ đường. Phẫn nộ là không ngờ tai họa lần này là do có người cố tình muốn hãm hại gia tộc. Lão Hồ sau khi nghe thuật lại thì cảm khái nói: Tự đăng là vượng khí của gia tộc, dùng thi du trộn với dầu là một loại tà thuật có thể cản trở vượng khí, cộng với việc dùng thủ cấp để hương hỏa sẽ cản trở tổ tiên gia trị. Loại tà thuật này một kiểu yểm bùa tương tự như yểm long mạch, tuy nhiên nó chỉ yểm lên huyết thống trong một gia tộc mà thôi. Có thể nói nó như một lời nguyền vậy. Theo ta đoán, tủ cấp kia là của một người trong Trần gia các ngươi. Dựa vào độ phân hủy kia thì có thể đoán là chết trong 2 năm trở lại. Tóc bạc, răng thưa, có lẽ là một gia lão nào đó. Trong 2 năm qua gia tộc các ngươi không phát sinh sự việc người mất tích hay là chết mất xác. Vậy thì đầu người này có lẽ bị người ta đào lên từ phần mộ tổ tiên đó. Trần Sinh lúc này mặt đã nóng bừng bừng. Ngày hôm nay vừa chôn vợ mình, nỗi đau kìm nén trong lòng bây giờ như muốn bộc phát. Ánh mắt dữ tợn hướng về phía Trần Văn Ba. Người, nói, người có liên quan gì đến chuyện này? Hay là chính người là chủ mưu? Là con cháu của Trần gia, lại nhẫn tâm muốn sát hại cả gia tộc? Nếu hôm nay ta không có được một câu trả lời thỏa đáng, thì đừng nghĩ tới việc ta báo quan. Dù ngươi có thêm 100 cái đầu cũng không đủ để cho ta chém đâu. Trần Văn Ba lúc này đã run rẩy đến như người động kinh. Hắn đưa mắt đảo qua một vòng những trưởng bối, ánh mắt có chút thất vọng khi không ai lên tiếng giúp hắn. Cũng phải thôi, khi mà 2 lần ngăn cản Minh Khánh thì cả 2 lần đều phát sinh vấn đề to lớn, nói không liên quan thì ai mà tin được. Hắn vừa quỳ vừa lết, bò đến chân Trần Sinh mà kêu: Thúc thúc à, con thật không biết sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Chuyện này thật sự không liên quan tới con, xin thúc tin con. Mấy cái chuyện tà ác như vậy cô không có làm,
không phải là con làm đâu. Trần Sinh tung một cước đá hắn ngã nhào ra đất. Người không nói đúng không? Người đâu? Mang đao ra đây cho ta. Trần Sinh từng là quan sai với thời nhà Trần, từ bỏ chức vụ về quê khi nhà Trần kết thúc triều đại của mình. Đến thời điểm này cũng đã hơn 20 năm. Thanh đao năm ấy của ông cũng đã từng chém đầu không ít phạm nhân. Không nghĩ rằng sau 20 năm, thanh đao ấy lại muốn nhuốm máu huyết tộc của mình. Trần Văn Ba không ngừng gào khóc. Trần Sinh lại một bộ mặt lạnh như tiền. Đợi người ở mang tới thanh đao, đao vừa rút ra khỏi vỏ đã bóng loáng lên, khiến cho ai có mặt cũng kinh sợ. Định giết người tại đây sao? Minh Khánh cũng không ngờ rằng sự việc lại tiến triển theo cách này. Hắn cũng không lên tiếng, vì nhà người ta vừa mất hai người. Kẻ tình nghi thì ngay trước mắt, là hắn chắc cũng nộ khí xung thiên như vậy mà thôi. Chỉ có điều lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giết người thì cũng hơi hoảng. Để mặc quyết thông Trần gia, ta cho người một cơ hội cuối cùng để nói. Đao của Trần Sinh sắc lạnh, lưỡi đao đã kề ngay cổ của Trần Văn Ba. Thúc à, thúc không tin con sao? Trần Sinh không nói mà từ từ nâng đao lên, hành động tựa như chuẩn bị chém xuống. Lúc này có vài vị trưởng bối lên tiếng khuyên can. Trần Sinh à, dù sao cũng phải điều tra kỹ mới được. Phải được, hắn là con cháu họ Trần, đầu đuôi chưa rõ, người nhẫn tâm sao chứ? Chuyện gì cũng phải bình tĩnh ra. Phía bên này thì Minh Khánh nói nhỏ với lão Hồ. Tuy rằng hắn hai lần cản ta, nhưng mà ta luôn cảm giác cái chuyện này không đơn giản gì. Hắn là hung thủ sao? Một kẻ rất tâm hại cả gia tộc mà lại sợ chết sao? Việc này bây giờ đã xác định được là có người muốn diệt tộc Trần, chứ không phải tai họa tự nhiên. Cái tên Trần Văn Ba kia, chuyện ở Từ Đường thì ta không chắc có phải do hắn làm hay không, nhưng con quỷ trên sông kia là được người ta tạo ra, chắc chắn là không phải bởi tên này rồi. Hắn không có khả năng đó. Lão Hồ tay với lấy cái điếu cài rít một hơi. Tiếng điếu cài giữa cái không khí căng thẳng này làm cho kẻ nào có mặt cũng phải rùng mình một cái. Lão buông điếu cài xuống, nói lớn cho mấy người họ Trần nghe. Trần Sinh à, trước khi ông vì nóng vội mà chém đầu tên kia, thì nghe ta nói đôi lời đã, sau đó tùy ông định đoạt. Trần Sinh đành nuốt cơn giận vào trong. Bởi gia tộc bị quỷ ám, lời nói của một người có nghệ trừ tà như lão Hồ luôn có trọng lượng. Hồ cha, ông cứ nói. Chuyện bây giờ đã rõ mười mươi rồi. Từ Đường bị sửa đổi để phòng bế tài vận, từ đây khẳng định tai họa lần này là do người làm ra, quỷ kia cũng là do người tạo ra hoặc là người đưa đến. Dù cho là trường hợp nào thì cũng phải là một thầy pháp cao tay. Ta nhìn người tuy không giỏi, nhưng cũng đủ nhìn ra tuổi đời và tư chất của kẻ ông sắp lấy đầu là không thể được. Có thù thì tất nhiên phải báo. Tuy nhiên giết sai người để quỷ đi manh mối về kẻ thực sự đứng sau thì lại không có lợi cho gia đình và dòng tộc của ông đâu. Trần Sinh nghe xong thì cơn giận dữ lại nổi lên bừng bừng. Nhưng thay vì giáng xuống một đao thì dồn sức vào chân đạp Trần Văn Ba một cước. Súc sinh, thì ra còn có kẻ đứng sau mày. Sao mà mày cả gan cổng trắng cắn gà nhà vậy? Khai ra, chuyện ở Từ Đường là kẻ nào làm? Trần Văn Ba tím tái mặt mày, ôm bụng đau đớn. Thúc à, chuyện này không phải con làm. Xin thúc tin con, con thề bằng cả mạng sống của mình, con không làm, thực sự không phải là con. Minh Khánh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Văn Ba thì cũng nửa tin nửa ngờ với lời nói của hắn. Lúc này Trần Sinh lại định đá cho hắn phát nữa. Vết thương mà Minh Khánh để lại lúc ở Từ Đường
hắn vừa ăn thêm một cước. Nếu bây giờ còn dùng bạo lực nữa thì sợ rằng chưa kịp biết chân tướng, hắn đã chết vì bị tra tấn rồi. Mình Khánh bước lên ngăn cản Trần Sinh, kéo ông lại. Trần Thúc bước nóng đi, bạo lực lúc này không phải là cách tốt để giải quyết. Hắn đã bị nội thương, đánh nữa sẽ chết đó. Điều quan trọng của chúng ta bây giờ là làm mọi cách để cứu lấy họ Trần. Giết người thì không phải là cách. Xin Trần Thúc để ta hỏi rõ hắn mấy vấn đề đi. Trần Anh cũng bước ra. Phụ thân à, Quỳnh Anh nói đúng đó, xin người ngu dẫn. Trần Sinh nhìn qua một loạt, đám trưởng bối cũng lên tiếng ủng hộ Minh Khánh. Dù sao ông cũng là một người biết nghĩ. Ông thu đao lại rồi ngồi lên ghế. Minh Khánh bấy giờ mới quay qua Trần Văn Ba mà hỏi. Người nói đi, ta cho là người không làm, nhưng tại sao lại cản ta kiểm tra tự đường? Trần Văn Ba bò tới dưới chân Minh Khánh, ôm lấy chân hắn mà dập đầu. Quỳnh đệ à, là ta không tốt, là do ta có ác cảm với Quỳnh nên có hành động sai lầm. Ta đúng là có ngăn cản Quỳnh tra xét từ đường, nhưng mà không hề nghĩ vấn đề của từ đường lại nghiêm trọng như vậy. Nếu biết trước thì có cho thêm mạng ta cũng không dám nữa. Lời ngươi nói thật khó tin. Ta và ngươi mới gặp nhau chiều nay ở Nghĩa Trang, làm sao có thể có hiềm khích với ngươi được. Quỳnh đệ à, tuy là chúng ta mới gặp, đáng ra là không thể nào có hiểm kích. Tuy nhiên Quỳnh có nhớ hồi chiều ta đã hỏi Quỳnh một vấn đề hay không? Vấn đề gì? Trần Văn Ba mặt đỏ bừng bừng, nhưng ngước lên nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của Trần Sinh thì lại sợ. Dù không muốn nhưng cuối cùng cũng phải nói ra. Ta có hỏi Quỳnh á, mối quan hệ như thế nào với Hồ gia? Quỳnh nói là họ hàng. Tuy nhiên ai cũng biết đại thẩm đã mất là họ Tiêu, mà Quỳnh lại không cùng họ với cả cha lẫn mẹ của Thanh Thư. Ta... Minh Khánh rất nhanh nhạy đã hiểu ra vấn đề. Ngươi thích Thanh Thư sao? Trần Văn Ba chỉ biết cúi đầu. Hành động của hắn như đã xác nhận lời Minh Khánh. Thì ra hiểm khích là từ một người con gái. Nếu thật là như vậy, ta cũng không có hiềm khích gì với ngươi cả. Nhưng mà lời nói của ngươi không thể chứng minh được sự trong sạch của mình. Tạm thời ta sẽ cầu xin Trần Bá giữ lại cái mạng cho ngươi, nhưng chắc chắn sẽ bị giám sát. Thời điểm này là đêm ngày thứ tư, dòng họ của ngươi chỉ còn lại 3 ngày nữa trước khi Tiểu Vân hoàn toàn mất đi nhân tính, bộc phát ma tính ra. Nếu có cái gì hữu ích thì nên nói ra sớm đi, bằng không ngươi không bị Trần Bá giết chết, cũng bị ác quỷ dưới sông đoạt mạng mà thôi. Lão Hồ ngồi trên bàn cũng tỏ ra hài lòng với cách xử sự của Minh Khánh. Trần Văn Ba dù không cam lòng nhưng cũng phải cúi đầu cảm tạ. Vấn đề lúc này là tưởng chừng như đã có manh mối gì đó từ Trần Văn Ba thì mọi chuyện lại tiếp tục rơi vào ngõ cụt. Là ai đứng sau chuyện diệt họ này? Mọi người lại rơi vào bế tắc. Trần Văn Ba sau đó bị Trần Sinh ra lệnh cho người ở nhốt lại trong nhà kho. Không một ai lên tiếng phản đối. Ồ dạ, chuyện tới nước này thì chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Lão Hồ lấy ra một xấp tiền Trần đưa cho Trần Sinh. Chuyện đảm bảo 3 ngày bình an cho họ nhà ông, chỉ cần trong 3 ngày tránh xa dòng sông đó, từ đường cũng nên thay một lư hương mới, còn cháu làm lễ xin xá tội với bà dị tổ tiên. Mỗi người mang theo 1 đồng tiền Trần này bên người, giống như một lá bùa hộ mạng. Tối đến ở nhà cũng hương khối thổ công đầy đủ. Chuyện này coi như xong. Lão Hồ lại vớ lấy cái điếu cày, rít một hơi thật căng. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta lo lắng. Lão lại tỏ ra an nhiên. Xong xuôi đợi làn khói tan hết, lão trực tiếp đến nhìn cái bình sứ chứa đầu người mà hỏi. Minh Khánh à, chúng ta nên tiếp tục từ đâu đây? Minh Khánh rất nhanh đáp lời. Ba vấn đề lúc trước đã nói, từ đường, phần mộ tổ tiên, mộ quỷ, bây giờ đã xong một rồi. Có lẽ bây giờ là làm rõ cái đầu người này là của ai.
nên bắt đầu từ mộ Phong Lâm, phần mộ tổ tiên của Trần gia. Tuy nhiên bây giờ trời đã tối rồi. Minh Khánh nhìn ra bên ngoài, sân nhà của Trần Sinh đã tối đến mức chẳng còn nhìn thấy rõ được cánh cổng. Một ngày mệt mỏi, cái bụng của hắn cũng đã reo lên. Hình ảnh mà hắn nghĩ tới ngay không phải là những bí ẩn ở nghĩa trang kia nữa, mà là những món ngon của Thanh Thư cùng với vẻ mặt hài hước của tên to xác đại vương lúc này. Sau khi Minh Khánh nêu ra ý kiến nên tới phần mộ tổ tiên của Trần gia, Trần Sinh thì muốn đi ngay trong đêm, nhưng lão Hồ lại ngăn cản. Ban đêm âm khí thịnh, chúng ta lại chưa biết kẻ đứng sau mấy chuyện này. Ngoài trộm đầu người, còn giấu thủ đoạn gì phía sau hay không? Có thể nuôi quỷ, cũng không loại trừ khả năng hắn biết dưỡng thi. Quật mộ thời điểm này là không an toàn với mọi người. Chủ biết thời gian 3 ngày tuy gấp, nhưng tuyệt đối không được nóng vội. Một ngày mọi người cũng đã vất vả rồi, ta đề nghị việc quật mộ nên để chính ngọ ngày mai đi. Nhìn ra thấy bầu trời tối đen cộng với cái bình sứ chứa đầu người hết sức kinh dị, đám người nhà họ Trần cũng biết lão Hồ không có dọa họ. Vài người lên tiếng tán đồng. Trần Sinh thở dài, ông đứng dậy tiến về phía bàn thờ của vợ cùng với con gái. Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi mà mất đi hai người thân yêu, ai nấy đều hiểu cho tâm trạng của ông, cũng hiểu rằng đến lúc nên ai về nhà nấy rồi. Mọi người đứng dậy từ biệt, cũng không quên nhận lấy một đồng tiền Trần cho mình. Minh Khánh cùng với lão Hồ được huynh muội Trần Anh tiễn ra tận cổng. Minh Khánh vẫn chú ý đặc biệt lên người của Trần Linh. Làn hắc khí bao phủ lên người cô gái này vẫn không có gì thay đổi. Bản thân lại không có cách nào lý giải được, chỉ đành căn dặn: mấy ngày này tuyệt đối không được rời khỏi nhà vào ban đêm, ban ngày cũng hạn chế ra ngoài đi. Nếu bắt buộc có việc phải ra ngoài thì không nên đi một mình, đi đâu cũng nên chỗ đông người mà đi. Dòng họ gặp chuyện hung, bản thân cũng nên chú ý cẩn thận an toàn. Trần Linh nét mặt buồn bã, nàng cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Minh Khánh cũng tạm hài lòng: được rồi, mọi người tiễn tới đây thôi, ta và Hồ Bá có thể tự lo được. Quynh muội họ Trần cũng dừng việc đưa tiễn. Trần Linh đưa cây đèn lồng trên tay của mình cho Minh Khánh. Đoạn đường về không xa, nhưng mà nó tối một cách âm u. Ánh sáng của cây đèn là thứ cần thiết. Cũng may bên cạnh là lão Hồ, cho nên Minh Khánh cũng không quá áp lực với bóng tối. Thế nhưng mà thi thoảng trên đoạn đường về có tiếng quạ kêu trong đêm, cũng khiến cho hắn phải giật mình. Cũng phải thôi, đối với cái thứ ma quỷ ẩn mình trong đêm thì Minh Khánh lúc này cũng chỉ như một con kiến sợ con vật to lớn vậy thôi. Bản thân chỉ có chút tài mọn học lỏm thì cũng chẳng là gì so với quỷ. Hồ Ba, ngày mai nếu có thể tìm được một phần tổ tiên bị đụng chạm của nhà họ Trần thì có thể giải quyết được vấn đề gì? Lão Hồ đi phía trước, bỗng chậm bước chân. Ông ngước nhìn lên một màn đen sâu thẳm trên bầu trời, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: cũng không nhiều, chỉ là nếu đối phương sử dụng tà thuật để làm suy kiệt vận khí của cả gia tộc, chúng ta sẽ có thể tìm cách khắc phục được. Nhưng mà dù vận khí khôi phục lại thì con quỷ dưới sông kia vẫn là một mối tai họa. Sở dĩ đối phương làm suy kiệt vận khí của họ Trần, để cho ma quỷ dễ dàng câu dẫn hồn phách của người trong tộc mà không phải gặp cản trở từ thủ công, từ bài vị gia tiên. Thế nhưng mà dù giải quyết được vấn đề này thì vận khí cũng không thể khôi phục trong ngày một ngày hai. Nó là cả quá trình con cháu Trần gia hương quá nhiều năm. Đại khái là tổ tiên họ Trần sẽ gia trì con cháu thêm một chút thôi, giúp tăng thêm một lớp phòng bị tâm linh cho thân tộc một chút, nhưng mà cũng không đáng kể. Mấu chốt vẫn là ở chỗ cái mộ quỷ ở đâu, xuất thân của nó, nguồn gốc hình thành quán giận của nó với gia tộc họ Trần. Nếu trong 3 ngày không tra ra được thì sợ về sau khó càng thêm khó đó. Trên cả đoạn đường,
Để cho bớt căng thẳng trước cái tối tăm của màn đêm, Minh Khánh không ngừng hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Lão Hồ cũng thân thiện cặn kẽ giải thích. Trong những câu chuyện thì có cả chuyện về gia gia của Hồ Thanh Thư, tức là phụ thân của lão. Người ấy được dân làng gọi là Hồ Tiên, bởi ngoại hình của ông là một ông lão để râu dài, mặc trường bào màu trắng. Một thời đi khắp vùng Phủ Thiên Sương, tức là Phủ Thanh Hóa bây giờ, giúp cho người ta trấn tà. Lão Hồ cũng không biết cha mình được học pháp từ đâu, chỉ biết cha không truyền thụ tâm pháp, cũng như không muốn ông đi theo con đường này. Câu cửa miệng mà cha hay dặn ông là: "Ngươi không thích hợp để đi theo con đường này. Ước nguyện của ta chỉ là muốn được nhìn thấy ngươi sống một đời bình an bên con cháu." Những gì lão Hồ học được từ cha cũng chỉ là phần gia long mà thôi. Cái vậy nhưng trong con mắt của Minh Khánh đã là ngoài sức tưởng tượng rồi. Nhớ lại cái đêm đụng chạm con quỷ kia, nếu không phải tận mắt chứng kiến lão điều khiển thanh đoản đao bay lượn tung trời, găm cho lệ quỷ một nhát, thì Minh Khánh cũng không dám nghĩ lão Hồ cường đại đến vậy. Hắn lại hỏi đến một vấn đề nữa, là mắt âm dương. Chuyện này lão Hồ lúc đầu rất là bất ngờ. Biết Minh Khánh nhìn được ma quỷ khi chúng ẩn thân, thì hiểu được hắn trời sinh khác thường. Vì vậy mới có vụ nhờ Minh Khánh đến từ đường. Trong dương gian không có nhiều người bẩm sinh đã có mắt âm dương đâu. Mắt này là thiên phú trời sinh đó. Người thường như ta phải trải qua tu luyện khắc khổ mới có thể mở ra được âm dương nhãn. Mà loại âm dương nhãn này lại phải duy trì bằng pháp lực lẫn thể lực nữa. Nói tới đây, lão Hồ khẽ cười, từ trong người lôi ra một bình thuốc nhỏ. Thể lực của ta thì không còn sung mãn như người trẻ, nên hầu hết mọi trường hợp đều sử dụng thứ này để mở ra âm nhãn. Minh Khánh để ý thật kỹ, thứ dịch thể trong suốt nhưng có màu xanh nhẹ. Lão Hồ liền giải thích: "Nó gọi là liễu diệp thủy đó, tinh chế từ nước chiết ra trong thân và lá liễu sống lâu năm, hòa với nước mắt trâu đực, nhỏ vào mắt, có thể tạm thời mở ra âm dương nhãn trong vòng một canh giờ." "Kỳ diệu như sao? Bắt cho ta được không?" "Còn phải ta cho người sao? Liễu diệp thủy của ta bao nhiêu năm mất công bào chế ra thì chưa dùng đã vơi, còn không phải bởi người đem ra nghịch hay sao hả?" Minh Khánh nghe thế chỉ có thể phì cười. Về đến nhà, Đại Vương đã đi ngủ từ sớm trên cái giường của hắn, chỉ còn Thanh Thư là đang thức đợi hai người trở về. Nàng say mê ngồi nhìn con hồ ly nhỏ. Minh Khánh vừa tới cổng đã ngửi thấy mùi đồ ăn, cái bụng lại không ngừng réo lên. "Cha, Minh Khánh, hai người đã về hả?" Lão Hồ nhìn thấy con gái thì mỉm cười. Với lão được về nhà, mỗi ngày nhìn thấy nữ nhi vẫn bình an thì mọi phiền muộn đều tiêu tan. Điều đó thể hiện qua ánh mắt. Lão chỉ nói: "Hừ, về rồi." Sau khi tiến thẳng vào nhà lấy cái điếu bát, thế nhưng Minh Khánh biết cùng với làn khói kia là một tiếng thở dài trong gió. Khi đã đắc tội với quỷ dữ, vận mệnh của cả gia đình rơi vào nguy hiểm, được nhìn thấy cả nhà bình an là niềm hạnh phúc với lão rồi. Rất nhanh lão trở ra kiểm tra cái trận pháp lúc trước. Thanh Thư vào bếp, rất nhanh khói bếp lan tỏa ra khắp khuôn viên ngôi nhà nhỏ. Mùi thức ăn cũng được khuếch đại lên. Minh Khánh có thể ngửi được mùi thơm của cá rắn, của rau cải, của con nai bị Đại Vương bắt được. Liếc nhìn con cáo nhỏ đang ngủ ở trong cái lồng gỗ, tác phẩm này chắc chắn là của Đại Vương chứ không ai khác. Minh Khánh khẽ luồn tay qua kẽ hở, muốn vuốt về nó một chút. Ai ngờ cáo nhỏ mở mắt ra, nó khè khè mấy cái hăm dọa, khiến cho hắn vội thu tay mà lắc đầu cười. "Cứu người mà ngươi còn muốn cắn ta sao? Đúng là cái đồ vô ơn." Nói xong thì không thèm để ý tới nó nữa. Sau bữa cơm tối, lão Hồ đã lên giường nghỉ ngơi. Cái vậy mà trước đó cũng không quên căn dặn mọi người tuyệt đối không được ra ngoài.
Minh Khánh không ngủ, bởi bây giờ là thời gian ít ỏi hai người có thể trò chuyện cùng nhau. Ngày hôm nay có buổi thế nào? Thanh Thư nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái, nhớ lại xem ngày hôm nay có gì. Nàng nhẹ nhàng kể cho hắn nghe về việc hàng ngày, ví dụ như quét dọn, giặt đồ, nấu ăn. Minh Khánh khẽ cười trừ. Thật ra điều hắn muốn nghe chỉ là nàng hôm nay có ổn hay không. Nhưng cô nàng lại nghĩ sang ý khác, tỉ mỉ kể cho hắn nghe từng chút một. Tuy nhiên Minh Khánh không nhàm chán, cũng không quá nhập tâm vào câu chuyện của nàng. Bởi bây giờ đây, hắn chỉ mãi nhìn ngắm cô gái mà khiến cho Trần Văn Ba nảy sinh hiềm khích với hắn. Mái tóc đen ống ả được búi cao bằng một cây trăm cài, ánh mắt trong sáng cùng với đôi môi hồng, với nụ cười hiền dịu trước mặt, khiến cho hắn mê mẩn. Ngày hôm nay của muội chỉ có vậy thôi. Còn huynh, hai người hôm nay gặp có chuyện gì? Minh Khánh không đáp lại. Hắn như người bị chìm trong mộng cảnh của riêng mình. Phải tới khi Thanh Thư quơ bàn tay thon thả của mình trước mặt mấy cái, hắn mới giật mình hoảng hồn. Nè, huynh sao vậy? Ta... Huynh thấy mệt hả? Không có. Mà quên đi. Muội vừa nói gì hả? Bộ hỏi Quynh là ngày hôm nay á, cha chứ Quynh đã trải qua những chuyện gì? Minh Khánh liền kể lại sự việc từ trưa đến giờ. Từ chuyện lúc đánh dòng sông đã cứu Trần Anh như thế nào, thấy bà Thu Hương chết thảm ra sao, tới chuyện nhà thờ họ Trần. Cuối cùng cũng không quên kể về Trần Văn Ba. Thanh Thư tỏ ra ngạc nhiên. Lúc này nàng vội đưa tay vén tóc mái của Minh Khánh. Quả nhiên nhìn thấy vết trầy xước lúc chiều. Đợi một chút. Nàng đi vào phòng mình, rất nhanh sau đó đã trở lại với một lọ thuốc nhỏ. Chủ động ngồi sát lại với Minh Khánh, tự tay xoa thuốc cho hắn. Tại sao Quynh ấy lại làm vậy với Quynh chứ? Minh Khánh buộc miệng nói ra. Vì hắn thích muội, nghĩ ta là tình địch. Minh Khánh tưởng rằng nàng sẽ bất ngờ, nhưng không, nàng lại nói. Nhưng mà Trần Văn Ba mà muội biết á, bản chất rất là lương thiện. Từ nhỏ tới lớn một con gà cũng không dám giết nữa. Người với người cũng cư xử rất là tốt, không có phân biệt. Không hiểu sao lại hành động quá đáng với Quynh như vậy. Thì ta đã nói rồi, vì ghen đó. Không phải đâu, Quynh ấy trước giờ hiền như cục đất vậy đó. Từ nhỏ tới lớn bị Quynh đệ trong nhà bắt nạt cũng đều cam tâm chịu đòn. Chưa thấy Quynh ấy gây sự với ai bao giờ. Có thể nói là khá nhu nhược. Cho nên dù biết Quynh ấy để ý tới muội, nhưng mà người đàn ông như thế thì không thể làm chỗ dựa được. Với lại cũng không phải người muội thích, cho nên đã từng từ chối khi Quynh ấy ngỏ lời rồi. Minh Khánh thở dài. Ôi, con người gì yêu để có thể thay đổi được mà. Muội không phủ nhận, nhưng mà chuyện Quynh ấy dám cả gan cấu kết hại dòng họ mình, muội nghĩ không xấu tới vậy đâu. Sao muội lại nghĩ gì? Để muội kể cho Quynh nghe. Cách đây vài năm á, con mèo nhà Quynh ấy không biết đêm hôm đi đâu mà trở về với một mũi tên ở trên bụng. Nó cũng không có chết ngay. Quynh ấy hai ngày liền ôm nó chạy đi tìm thầy lang khắp mấy thôn luôn, lên cả trấn trên cũng không ai cứu được. Trở về thì khóc như mưa. Cuối cùng đem nó đi chôn cất tử tế. Trên đời muội chưa thấy ai đối xử với động vật như một con người vậy cả. Cô nói xem, một người như thế liệu có thể nhẫn tâm diệt cái dòng họ của mình hay không? Con người ai cũng đều có thể thay đổi mà. Thấy không thể thay đổi được ý nghĩ của Minh Khánh, Thanh Thư cũng không nói thêm, vì nàng sợ Minh Khánh cho rằng nàng đang bênh vực Văn Ba. Nàng cũng không muốn có loại hiểu lầm này. Nàng chỉ là đang nói thật về cảm nhận của mình mà thôi. Bôi thuốc xong thì có tiếng rít cỏ tiên từ trong nhà. Nó như thay lời của lão hồ dục hai người đi nghỉ ngơi. Nàng liền ngại ngùng đứng dậy đi về phòng, cũng không quên dặn Minh Khánh nghỉ sớm. Minh Khánh thì vẫn ngồi đó trước hiên nhà nhìn ra phía cánh cổng, đôi mắt khiếp lại. Lời của Thanh Thư cũng không phải là hắn xem nhẹ. Hắn đang nghĩ ra một trường hợp.
Trần Văn Ba, một kẻ xem mèo là bạn thân, có thể khóc vì một con mèo thì có thể nhẫn tâm hại cả gia tộc hay không? Nếu không phải là có liên quan thì tại sao lại ra tay cản trở Minh Khánh? Nếu nói là vì ghen thì thật sự rất là khó tin, bởi dù sao cũng mới gặp lần đầu, yêu đương kiểu gì thì cũng khó mà mù quáng đến như vậy được. Minh Khánh bỗng dưng lại chẳng muốn suy nghĩ nữa, miệng lại thấy thòm thèm một hơi thuốc. Hắn đi vào trong nhà thì thấy lão Hồ lăn ra ngủ rồi. Không biết lão ngủ thật hay chưa, hay chỉ nằm đó thôi, nhưng cũng mặc kệ, không nên làm phiền người có tuổi. Minh Khánh vác cái điếu bát ra ngoài mà ngồi, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh ngày mai. Không biết quay lại cái nghĩa trang kia sẽ có cái gì kinh khủng đang chờ đợi. Lúc này hình ảnh về cái gò đất lại hiện lên. Ngày mai nhất định hắn phải xem thử đó là cái gì. Châm nhẹ một bi thuốc, kéo một hơi thật căng. Cái cảm giác tiền đình rối loạn này khiến cho hắn cảm thấy thoải mái. Nhất là khói bay phía trước, như thể một con rồng vừa phun lửa. Vốn định xoay người đi về phòng, thế nhưng làn khói trước mặt vừa tan đi, đôi mắt Minh Khánh chớp chớp liên hồi. Hắn nhìn thấy phía bờ rào hình như lờ mờ xuất hiện một cái bóng đen. Không lẽ là trộm sao? Ai? Là ai đó? Minh Khánh lên tiếng gọi về phía bóng đen, nhưng từ phía ngoài không có tiếng đáp lại. Bóng đen cũng không vì thế mà dọa sợ, vẫn đứng thù lù cạnh tường rào. Vốn tưởng là trộm, một tiếng gọi như vậy có thể khiến cho kẻ đó bỏ đi, nhưng không như Minh Khánh nghĩ. Hắn bắt đầu thấy hơi lo. Hắn từ từ tiến lại phía bờ rào, tay cũng vớn lấy một thanh gỗ gần đó. Có chút cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc từng bước chân của hắn. Thế nhưng khi tiến sát lại bờ rào thì bóng đen ấy lại biến mất đi. Chẳng lẽ là hoa mắt sao? Minh Khánh dụi mắt chớp chớp mấy cái, nhưng tuyệt nhiên vị trí lúc nãy xuất hiện cái bóng đen bây giờ chỉ là một mảng tường rào trống không. Hắn khẽ cười, có lẽ một ngày mệt mỏi khiến cho hắn hoa mắt thật rồi. Những hạt nước nặng trĩu rơi xuống mặt hắn. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa mà chẳng hề có một dấu hiệu nào báo trước. Hoặc là bị mây đen đã kéo tới từ lâu, nhưng bị màn đêm giấu đi. Chẳng mấy chốc mà tiếng rào rào lớn dần ở phía xa, gió cũng theo đó nổi lên. Minh Khánh quay người chạy vội về phía hiên nhà. Cũng may vừa kịp lúc trước khi mưa lớn đổ tới nên không bị ướt người. Tuy nhiên cái lạnh thì vẫn cảm nhận rõ. Định quay về phòng để đi ngủ thì ánh mắt bỗng ngưng lại. Lần này Minh Khánh bị dọa cho sợ rồi. Bóng đen đó lại xuất hiện, vẫn đứng ở vị trí cũ cạnh cái bờ tường rào. Toàn thân hắn vừa run vừa lạnh, không phải bởi gió mưa bất chợt mà bởi cái sự lạ hiện ra trước mặt. Bây giờ thì Minh Khánh không còn nghĩ là kẻ trộm ghé thăm nhà nữa rồi. Trộm nào mà đứng như tượng trong mưa như thế kia? Chỉ có một khả năng, bóng đen đó không phải là người. Một tia sáng lóe lên, nó làm cho khung cảnh trong đêm rõ như ban ngày trong giây lát. Sau đó là một tiếng ầm vang trời. Mí mắt Minh Khánh rung động. Khoảnh khắc vừa rồi hắn thấy rõ ràng bộ dạng của bóng đen đó. Là Trần Linh. Nàng nhìn hắn chầm chầm. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp lúc chiều mà hắn thấy. Chỉ có điều, nàng nhìn hắn với một đôi mắt rỉ máu. Gặp ma rồi. Khi tia chớp tắt ngúm đi, màn đêm được trả lại. Kỳ lạ thay, bóng Trần Linh đã không còn đứng đó. Từ huyệt thái dương xuống tới cổ của Minh Khánh, mặc cho trời lạnh thì những giọt mồ hôi cũng thi nhau đổ xuống. Trần Linh không lẽ đã gặp chuyện rồi sao? Rõ ràng chỉ là vài tiếng trước còn dặn cô nàng rất kỹ lưỡng. Trong thời gian ngắn như vậy, phía nhà của Trần Sinh đã xảy ra chuyện gì? Hồ Bá, có chuyện rồi. Minh Khánh lay người lão Hồ, đánh thức lão. Lão cũng xoay người ngồi dậy, tay xoa xoa mặt bộ dáng mệt mỏi. Có chuyện gì sao? Minh Khánh giọng có phần gấp gáp. Hình như là phía Trần gia có chuyện rồi.
ta vừa nhìn thấy Trần Linh ở trước nhà chúng ta đó. Trần Linh đến sao? Nó đâu? Bảo nó vào đây. Minh Khánh hơi thở có phần không đều, thậm chí thân thể có phần rung lên. Lão Hồ trấn an: có chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Ở mà trời đang mưa sao? Con bé nếu đến rồi thì đừng để người ta ở ngoài, dễ căm lạnh lắm. Kêu nó vào đây kể đầu lui đi. À, không phải là người đến. Vừa rồi ta nhìn thấy bóng người thập thọ bên ngoài, lúc sấm chớp nhìn thấy khuôn mặt của Trần Linh dính đầy máu đang nhìn ta chằm chằm, sau đó thì biến mất rồi. Lão Hồ vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt lộ rõ tâm tư bất an, nhưng không có tỏ ra hoảng hốt như Minh Khánh. Đối với sự việc vừa nghe, lão cũng có chút khó tin. Không nhìn lầm chứ? Không lầm. Đang mặc một bộ y phục màu đỏ, tuy rằng mái tóc không gọn gàng như lúc chiều, nhưng mà khuôn mặt đó không lẫn đi đâu được. Khi đó đôi mắt của Trần Linh không ngừng đổ máu đó. Lão Hồ thở dài: rõ ràng đã an bài phía Trần gia. Trần Vân cũng chưa hoàn toàn thành quỷ, sao có thể nhanh chóng cầu dẫn tỷ tỷ của mình rồi hại chết như vậy chứ? Mà ngươi nói mắt của Trần Linh không ngừng đổ máu sao? Minh Khánh gật đầu chắc nịch. Lão Hồ tỏ ra hoang mang: nếu đó là trạng thái tử vong thì khó nghĩ rồi đó. Chết đuối làm sao có thể khiến mắt rơi huyết lệ được. Đi, cùng ta đi đến Trần gia xem chuyện gì xảy ra. Thế là Lão Hồ lại gọi người trong nhà thức dậy. Đại Vương mới thức còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Lão Hồ và Minh Khánh chuẩn bị đi rồi. Hắn cũng luống cuống chuẩn bị vác theo cây cung đi theo thì bị Minh Khánh cản lại: ngươi nhà ngủ tiếp đi. Không, không được ngủ, trông chừng an toàn cho tướng mua của ta. Đại Vương còn hí hửng đi xem có chuyện gì hay ho thì bị câu nói của Minh Khánh làm cho cục hứng, đành gật đầu chứ không biết làm sao. Lão Hồ dặn bọn họ không được đi ra ngoài cho tới sáng, kể cả là lão hay Minh Khánh có gọi cửa cũng không được phép mở ra, bởi có thể là ma quỷ giả dạng. Khi trở về hai người sẽ tự có cách mở cửa. Thanh Thư căn dặn: hai người cẩn thận đó, dù sao cũng nhớ giữ ấm, mưa gió như vậy dễ cảm lạnh lắm. Thế rồi cả hai rời đi ngay trong đêm. Trên người chỉ đội một cái nón lá, khoác một bộ đồ được đan bằng lá tranh, dầm mưa quay trở lại Trần phủ. Đường đất lầy lội, mưa lớn thêm vào đó là gió to, khiến cho cả hai gặp rất nhiều khó khăn. Khi qua đến đầu thôn Hạt thì Minh Khánh có cảm giác cực kỳ khó tả. Không nhìn thấy sự lạ, nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng thôn làng này vô cùng u ám. Minh Khánh gõ cửa, vì là người đến ban đêm khuya khoắt, lại là giữa đêm mưa, cho nên phải rất lâu mới có người từ trong nhà dám ra mở cửa. Người trong nhà cũng kéo ra sảnh rất đông, đèn được thắp sáng. Phải đến khi chính mắt nhìn thấy hai người của Minh Khánh bằng xương bằng thịt thì mấy người nhà Trần Sinh mới thở phào. Bọn họ vẫn đeo khăn trắng, hẳn là đêm nay không dễ dàng để có được một giấc ngủ yên lành. Trần Anh vừa nhìn thấy Minh Khánh thì đích thân dầm mưa ra kéo hai người vào. Đêm hôm rồi, có chuyện gì xảy ra mà hộ gia phải tự mình quay lại gì? Tâm trạng của Trần Sinh cũng như người nhà đều bất an. Lão Hồ đến vội vàng như thế này hẳn là có chuyện. Còn chưa kịp uống miếng trà cho ấm người, Minh Khánh đã kể lại ngọn ngành chuyện ban tối. Nhưng vẻ mặt của người trong nhà đều khó hiểu nhìn hắn. Rất nhanh một bất ngờ xảy đến. Phía gian nhà trong, Trần Linh được gọi ra. Minh Khánh đờ đẫn cả người. Nàng ngoại trừ việc mặc trên mình một bộ y phục màu lam, bên ngoài khoác lên tang phục bằng vải trắng mỏng, khuôn mặt có phần tiều tụy thì nhìn không khác gì lúc ở tường rào nhà Lão Hồ. Có điều mắt không rỉ máu và hiển nhiên nàng còn sống. Chuyện quái gì đang diễn ra? Không lẽ Minh Khánh nhìn nhầm sao? Vốn tưởng nàng gặp chuyện, ngờ đâu nàng vẫn đang sống rất bình thường. Minh Khánh vừa vui nhưng cũng vừa mâu thuẫn với chính mình. Vậy cái người ban tối hắn nhìn thấy là ai? Không, đúng hơn là hồn ma Minh Khánh nhìn thấy là ai? Có lẽ người hoa mắt rồi.
Tiểu nữ nhà ta từ tối đến giờ một bước cũng không rời khỏi nhà, đều quỳ trước bàn thờ của mẫu thần nó đó. Nghe Trần Sinh nói, Minh Khánh cũng không phản biện. Lúc này hắn cũng ngờ ngợ vào đôi mắt của chính mình, nghĩ mà chỉ khổ cho lão hồ, vừa đặt lưng xuống đã bị hắn kéo đi. Dầm mưa tới tận đây rồi mà chẳng ra được việc gì. Xin lỗi Trần bác, có lẽ do đêm hôm ta nhìn nhầm thôi. Thật xin lỗi đã làm phiền mọi người rồi. Trần Linh dịu dàng nói, Quynh không cần phải xin lỗi đâu, thậm chí chúng ta còn phải cảm ơn Quynh. Đêm hôm mưa gió vì nghĩ cho an toàn của chúng ta mà lặn lội tới đây, thật phiền hai người nhiều rồi. Thật là không thể có nổi một đêm yên bình. Thế này đi, dù sao hai người cũng mất công qua đây rồi, chỉ bằng đêm nay ở lại đây đi, trưa mai cùng nhau tới nghĩa trang. Mưa lớn thế này trở về cũng không an toàn, đường vừa lầy lội vừa khó đi, gió lạnh dễ nhiễm phong hàn lắm đó. Lão Hồ cảm khái trước tấm lòng của Trần Sinh. Thế nhưng dù có mưa lớn hơn nữa thì lão vẫn cứ phải về, cứ phải để hai đứa con một mình mãi thì lão cũng không yên tâm. Tuy rằng mất công một chút, nhưng qua tới đây thấy nhi nữ nhà Trần Sinh vẫn bình an vô sự, lão cũng yên lòng phía bên này. Có điều lão vẫn tin Minh Khánh không bịa chuyện. Ngược lại phía ở nhà bỗng nhiên lại cảm thấy bất an, chỉ muốn mau mau trở về. Lão nói với Trần Sinh, nhi nữ của các người không sao, ta cũng yên tâm một chút rồi. Vẫn là nhớ kỹ lời ta dặn, nên chú trọng an toàn của bản thân mấy ngày này. Giờ thì ta không thể ở lại được, để nhi nữ ở nhà ta không yên lòng, thôi thì mạn phép. Trần Sinh cũng không có ý định giữ hai người bọn họ. Lúc này sai người ở mang ra cho Minh Khánh hai tấm giấy dầu. Thứ này sử dụng để che chắn tốt hơn áo mưa đang bằng lá tranh. Trần Linh cũng tự tay đem ra cho hai người hai chiếc dù bằng giấy dầu, giúp bọn họ trở về ít bị nước mưa tạt vào người hơn. Quả nhiên là nhà có tiền, đến đồ che mưa cũng khác với nhà lão hộ. Minh Khánh nhận lấy từ tay Trần Linh, miệng nói cảm ơn. Khi định quay người đi thì Trần Sinh bỗng hỏi, cái người mà cậu trông thấy giống nhì nữ nhà ta đó, có thể nói cụ thể hơn được hay không? Đó là một người phụ nữ có gương mặt hệt như tiểu thư, chỉ có điều mái tóc không được búi cao như tiểu thư mà thả dài xuống đất. Người đó mặc một bộ y phục màu đỏ, nhìn như là... Minh Khánh cố nhớ từ ngữ chính xác của loại y phục đó. Cũng lúc này hắn mới để ý thấy Trần Sinh có vẻ mặt trông chờ. Không lẽ một nhân vật trong lúc hắn hoa mắt, não bộ huyễn hoặc ra, lại khiến cho ông ta động tâm như vậy hay sao? Cũng vừa lúc Minh Khánh nói ra hai từ, áo khỏa, phải rồi, là mặc một bộ áo khỏa đó. Mọi người không ai nói gì, vì hiển nhiên là Trần Linh còn sống thì thứ Minh Khánh nhìn thấy chẳng thể tồn tại. Thế nhưng mà Minh Khánh để ý tới thái độ của Trần Sinh có chút khác thường. Khuôn mặt của ông có vẻ bàng hoàng khi Minh Khánh mô tả lại người phụ nữ lúc đó. Để chắc chắn hơn vào linh cảm của mình, Minh Khánh trực tiếp nói ra, khi đó người ấy cứ nhìn ta chằm chằm bằng đôi mắt oán hận, mắt cũng không ngừng chảy máu, nhìn rất là kinh sợ. Nhưng mà chắc chỉ là ta gặp ảo giác thôi. Mí mắt Minh Khánh chớp động, hắn kịp nhìn thấy Trần Sinh trong giây lát đôi mắt trợn tròn lên, chứng tỏ lòng ta kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục thần thái bình tĩnh. Nếu như không phải cố tình để ý Trần Sinh từ trước thì một điểm lạ này Minh Khánh không sao phát hiện ra. Sau đó thì Trần Sinh cũng không hỏi han gì thêm. Minh Khánh cảm nhận được ông ta đang né tránh. Dường như nếu ông ta đào sâu thêm chút nữa có thể khiến cho người xung quanh để ý. Chỉ mỗi Minh Khánh nhận ra điểm bất thường. Có khi nào nữ nhân hắn nhìn thấy không phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng? Nếu vậy thì từ thái độ của Trần Sinh, hắn là đã có chuyện gì đó liên quan. Mà chuyện này lại khó nói, nên ông ta chọn im lặng cho qua. Minh Khánh nhìn vào Trần Linh, làn hắc khí bao phủ lấy nàng vẫn không tiêu tan. Không biết là nó có gây nguy hiểm gì cho nàng hay không nữa.
Nhưng mà lúc này hắn cũng chẳng kịp nghĩ nữa, bởi lão Hồ cũng đã đội mưa mà về rồi. Xem ra một ngày này lão rất mệt mỏi. Minh Khánh vội vàng đuổi theo phía sau, cũng không quên mở chiếc dù giấy. Thứ này thật sự có thể chống nước. Đợi cho bóng người của cả hai khuất sau màn mưa, người trong nhà lại chạy ra sân cài cửa. Trần Sinh cũng thu xếp người nhà nghỉ ngơi lấy sức. Ai về phòng nấy, chỉ có huynh muội Trần Anh lại tiếp tục ra quỳ trước bàn thờ của bà Thu Hương. Đèn dầu đã tắt bớt, Trần Phủ lại chìm trong cái vẻ ảm đạm vốn có. Khoảnh khắc đám người Minh Khánh đến gõ cửa ban đêm cũng dọa cho người ta một trận hết hồn. Bây giờ họ đi rồi, nhưng câu chuyện Minh Khánh mang đến lại chẳng khiến cho mọi người vui vẻ gì. Tuy nói rằng Trần Linh bình an vô sự, ai cũng nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng kỳ lạ thay, tại một căn phòng tối trong nhà, một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên trong đêm, hòa cùng với tiếng mưa gió như ai than ai oán. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Minh Khánh dậy sớm hơn thường lệ, dù đêm qua có vẻ hắn không được ngon giấc. Tuy nhiên thì hắn không phải là người đầu tiên tỉnh dậy. Dưới bếp đã bập bùng khối lửa, hiển nhiên là Thanh Thư đang chuẩn bị bữa sáng. Trong phòng khách thì lão Hồ cũng ngồi đó nhâm nhi trà xanh từ bao giờ. Còn Đại Vương, hắn vì sống một mình nên cũng chẳng quan tâm nhà cửa của mình lắm. Lúc này đang ở trước sân tập bắn cung. Vì hắn đã quá thạo sử dụng cung tên bằng mắt, cho nên thứ hắn luyện tập có độ khó cực kỳ cao. Chỉ thấy mục tiêu của hắn là mấy thanh tre được treo trên cây cao, rung rinh trước gió. Một tấm vải đen bịt lại đôi mắt, dùng âm thanh phán đoán mục tiêu mà bắn. Có 9 thanh tre, Đại Vương kéo cung 3 lần. Mỗi lần 3 tiễn có thể khiến cho 8 trên 9 thanh tre vỡ vụn. Một thanh tre còn sót lại cũng bị mũi tên sượt qua, làm bay mất đi một mảng. Nói hắn là số 2, có lẽ không ai dám nhận là số 1. Tuy vậy Đại Vương khi bỏ khăn che mặt ra, vẫn tỏ ra khó chịu. Minh Khánh thấy hắn ở một góc độ nào đó, với việc bắn cung thì cực kỳ cầu toàn. Đầu đó phía xa xa tiếng gà gáy ban sáng. Minh Khánh bỏ qua Đại Vương, đi ra ngoài rửa mặt. Thì bầu trời vẫn còn tờ mờ tối. Ấy vậy mà bên ngoài cổng đã có tiếng xì xầm của người trong thôn qua lại. Bọn họ đang đi ra đồng. Minh Khánh cảm thấy so với phía đông thôn Hạt có phần u ám, thì phía bên tây này lại có phần yên bình hơn nhiều. Hắn không biết thân thế của mình là gì, nhưng ngay lúc này, đứng giữa sân nhà, cảm nhận từng làn gió ban sáng mát lạnh, cảm nhận hơi thở của chính mình, thì thào với bản thân. Minh Khánh à, cuộc sống này cũng không tệ. Một buổi sáng này, Minh Khánh sẽ không cùng với lão Hồ sang phía đông thôn Hạt ngay, bởi muốn tiến đến phần mộ phần tổ tiên của họ Trần nên tiến hành từ buổi trưa sang chiều. Khi ánh nắng mặt trời thịnh nhất, áp chế đi âm khí sẽ thuận tiện cho lão Hồ thi pháp tìm kiếm những thứ dơ bẩn. Bởi vì chỉ khi âm khí bị áp chế thì việc thi pháp diễn ra suôn sẻ hơn. Hơn nữa là nếu việc quật mộ có vấn đề cũng giảm bớt nguy hiểm cho người có mặt. Hắn không sang nhà họ Trần ngay lúc này vì một chuyện nữa. Sáng nay hắn có hẹn với Thanh Thư cùng Đại Vương. Bọn hắn lên thị trấn phía trên mua sắm chút đồ đạc cá nhân. Sức hấp dẫn của chuyện này cũng không thua gì những bí ẩn ở mộ Phong Lâm. Bởi gia cảnh của lão Hồ khá nghèo, nên một nơi như thị trấn cũng khiến cho hắn tò mò lắm. Đều là rất ít khi lui tới. Thị trấn sầm uất hơn thôn làng hắn đang ở nhiều, điều đó kích thích hắn lắm. Để tiết kiệm thời gian cho hắn, một sáng này bọn họ sẽ không đi bộ mà di chuyển bằng xe ngựa. Thị trấn Đông Thọ cách thôn Hạt chỉ cỡ 20 dặm, đi bộ mất hơn 2 canh giờ. Nhưng xe ngựa thì thời gian rút lại, chỉ còn cỡ không tới một nửa canh giờ.
Thanh Thư vốn rất tiết kiệm, nàng thường ngày sẽ không phung phí như vậy, nhưng hôm nay là để hắn có thể sớm trở về nhà. Minh Khánh có ý can ngăn nhưng cũng liền rút lại. Có lẽ là lần sau hắn cũng sẽ cùng nàng đi bộ, còn lần này hắn cũng muốn thử cảm giác ngồi trên xe ngựa. Sau khi cả bọn dùng xong bữa sáng thì người phu xe ở trong thôn cũng tới. Ba người lên xe bắt đầu di chuyển đến thị trấn. Cảm giác ngồi xe ngựa cũng không quá thích thú. Bánh xe chỉ đơn thuần là bằng gỗ, được bọc một lớp sắt bên ngoài, cho nên đoạn đường này rất sốc. Đường đi gập ghềnh nên không ít lần cả ba người bật nảy người trong xe. Thậm chí Thanh Thư có biểu hiện mệt mỏi. Mãi tới khi đến đường lớn, đoạn đường đất cho quan phủ mở lộ thông hành bằng phẳng hơn, lúc này Thanh Thư bắt đầu tựa vào vai hắn. Minh Khánh đỏ mặt, nàng cũng vậy. Đại Vương nhìn thấy thì phồng má, tít mắt cười. Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của thiếu nữ, thêm vẻ chăm chọc của cái tên to con đối diện, khiến cho Minh Khánh ngại ngùng, quay mặt ra phía cửa xe vờ như không thấy. Nhưng mà khóe môi vẫn cong lên, có chút ấm áp trong tâm hồn. Thời gian ấy cũng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã thấy tiếng nói vọng ra từ đầu xe. Đến nơi rồi, tiền xe của các người là 20 đồng. Hồ Thanh Thư lấy từ bên dây lưng ra một cái túi gấm nhỏ màu xanh, từ trong lấy ra từng đồng xu nhỏ, cẩn thận đếm đủ số tiền đưa cho phu xe. Người đàn ông nhận lấy rồi cười khà khà. Mấy đứa nhóc này đi chơi vui vẻ nha. Ta đứng ở trong thành bắt khách, chút nữa muốn về thì cứ ra đúng chỗ này mà đứng chờ. Không có chuyến xe nào chắc ta cũng dừng xe ở đây chờ các người. Còn mà có khách thì xong xuôi vẫn về chỗ này đợi. Minh Khánh đi trong trấn, hắn choáng ngợp trước vẻ đẹp của thị trấn này. Từng căn nhà đá, nhà gỗ xây dựng bằng kiến trúc cổ xưa. Người dân đi lại mặc những bộ giao lĩnh đầy màu sắc. Hàng quán cũng nhiều không kể hết. Phía trước là những tấm biển hiệu sơn đỏ sặc sỡ, hoặc là đen tuyền thanh lịch. Đèn lồng, đèn kéo quân được giăng ra nhìn lộng lẫy lắm. Chỉ có điều nhiều nơi treo mấy cái lá cờ mà Minh Khánh không hề thích. Theo như Thanh Thư nói, đó là quốc kỳ của Minh Triều. Còn chưa kịp đi đâu thì một đoàn người ngựa từ phía trước phi tới. Dân trong trấn phải tự động dạt ra hai bên. Minh Khánh cũng không ngoại lệ, bọn hắn nép vào một bên đường. Tiếng quát tháo hung hăng cũng phát ra từ phía người ngựa kia. Nhìn kỹ lại, đó là những người mặc khôi giáp. Phía sau có kẻ cầm cờ hiệu của Minh Triều, hiển nhiên là binh lính, đặc biệt không phải là sai nha của quan phủ địa phương, mà là binh tướng đánh trận của quân đội. Người ngựa rầm rầm chạy qua, ánh mắt của binh lính đều toát ra khí thế sắc lạnh khi nhìn những người dân trong trấn. Dường như chỉ cần ai cản trở đường đi của bọn hắn, liền đem kẻ đó ra giết chết. Minh Khánh thấy đường chính đã bị quan binh chiếm dụng làm lối đi. Hắn định rủ Thanh Thư và Đại Vương đi qua lối nhỏ để rời đi, thì nhìn thấy phía xa có một chiếc kiệu rồng đi tới. Lòng tò mò khiến cho hắn dừng lại. Nghe nói là Thái Bảo Nguyễn Cảnh Dị bị bắt, quân triều đình truy vết dòng tộc nhà ông ta đó. Ta cũng nghe tin đồn là Trùng Quang Đế đã bị triều đình bắt giữ tại Hóa Châu rồi. Không phải là tin đồn đâu. Ngày hôm qua ta nhìn thấy quan binh áp giải một đám người qua trấn Đông Sơn. Không nhầm thì là gia quyến của Nguyễn Cảnh Dị bị áp giải từ Nghệ An phủ đó. Nè, mấy người nói nhỏ một chút đi, cẩn thận mở miệng, coi chừng mang vạ đó. Một đám lão thân đứng gần Minh Khánh xì xào. Lời nói hắn nghe được toàn bộ, trong lòng nổi lên chút cảm giác khó tả. Dường như đang cố lục lại ký ức lúc nhỏ đã nghe qua tên tuổi của mấy người này. Bất giác ngước mắt nhìn lên kiệu rồng, cũng vừa hay một bàn tay trắng nõn vén tấm rèm lụa nhìn ra bên ngoài. Minh Khánh nhìn thấy đó là một nữ nhân. Người này có một tấm vải lụa che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Đôi mắt ấy xinh đẹp thanh thoát quét qua khung cảnh bên ngoài. Người bên trong kiệu có vẻ chỉ muốn nhìn xem kiệu rồng đã đi tới đâu. Tuy nhiên ánh mắt ấy khi quét qua đám dân đen thì vô tình có cả hắn ở bên trong.
Minh Khánh nheo mắt lại. Một giây lướt qua đó, hắn cảm nhận được một cái lạnh chạy dọc theo sống lưng. Đôi mắt kia lạnh lẽo một cách lạ kỳ. Cô ta rốt cuộc là ai? Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.